Cửa đâu ra mà cửa? Cửa này là cửa người ta hỏi tao số đo mà. Alo. Em muốn cửa làm cửa robot hả? Công thức nó cũng đơn giản hả? Cái số đo bộ cửa em bao nhiêu? Đợi xíu. Bao nhiêu? Đọc lại. 177. Với cao nhiêu? 179 nè. Cửa sổ hai cánh. Với cửa đi một cánh. Cửa đi một cánh 105. 266. Rồi. Bây giờ ủa chứ hai bộ cửa này em đã có lưỡi phay chưa? Chưa có lưỡi phay à? Chưa có lưỡi phay thì em tách ra. Em tách hai bộ này ra. Nè, 177 em có thể em tách ở trên nó tầm khoảng chừng 42, 43 vậy đó chẳng hạn. Còn ở dưới đó tầm khoảng 1m4. Dưới đó còn tầm khoảng chừng 148, 1483. Rồi, hai cánh. Đúng rồi. Thất thì ở trên em làm thất thì ở trên em trừ cao em trừ 7 phân. 7 phân 35. Rồi ngang thì em trừ 7 phân 170. Rồi. Còn chiều cao ở dưới, chiều cao của cái cửa sổ thì em cũng trừ 7 phân luôn, chiều cao trừ 7 phân là 1413. Còn chiều ngang thì em lấy 17 em trừ đi rồi em chia đôi ra. 80 tầm khoảng 848 đó. Đó. Em chiều ngang em trừ 7 phân rưỡi, em chia 2. Đúng rồi. Còn cửa một cánh hả? Hai bộ gần nhau hả? Hai bộ gần nhau thì cái bút hất ở trên cửa một cánh cũng trừ 42 luôn. Đúng rồi, hất trên. Trừ 42 luôn, bây giờ hai bút gió gần nhau nó bằng nhau. Đúng rồi, còn ở dưới hả? Ở dưới cửa ngậm nền hay âm nền ạ? Cửa âm nền hay là hở nền? Hở nền trừ 4 phân rưỡi. Đúng rồi, 4 phân rưỡi. Thì ở dưới nó còn lại là 2m24 6. Nếu trừ 4 phân rưỡi thì cánh nó còn tầm khoảng chừng 2m20 1 ly. 4 phân rưỡi. 1005. Rồi. Ở dưới nhỏ hơn 5 1 phân à. 995. Rồi. Thì ngang em trừ vẫn trừ 70. Thì 935. Dưới nhỏ hơn 1 phân là 925. Rồi. Cứ dạy qua lấy nhôm làm thôi. Đúng rồi. Em cái màu em màu gì? Phân gỗ chắc. Để cái phân gỗ này qua em coi lại nữa nha. Nếu mà có nhôm thì qua lấy về làm thôi nha. Đó, kích thước thì cứ trừ thôi. Ngang trừ 7. Cao trừ 7 đối với cửa một cánh. Cửa sổ. Còn hai cánh thì trừ 7 phân rưỡi, ngang trừ 7 phân rưỡi chia 2. Cao thì trừ vẫn 7 phân. Cửa đi thì trừ hở nền trừ 4 phân rưỡi. Đúng rồi, đối với nhôm Rojabot nha. Với lại thứ hai em coi mấy cái ngàm á, mỗi lần cái ngàm nó âm nhôm vô thì tính từ cái ngàm á, từ cái ngàm âm vô thì đo lọt lỏng ngàm âm mình trừ 1 phân độ hở là được, hai cánh thì mình trừ 1 phân rưỡi. Ba cánh thì trừ 2 phân, bốn cánh thì trừ 2 phân rưỡi. Cứ tính từ cái ngàm âm vô công thức thì bất cứ hệ nhôm nào nó cũng vậy hết. Tính từ cái ngàm âm xuống thì mình sẽ trừ ra được. Rồi rồi. Rồi. Ủa thế là nó đi lầm luôn hả? Không có đâu lầm. Nhiều biết đâu anh? Em biết đâu. Nhiều chứ nhầm làm sao á. Lầm đẻ đi. Lầm thì lầm, coi nhôm nhỏ, rút nhôm lầm luôn nhỏ ơi. Chúng thôi chiều về không có vô khách á. Em mực. Phải có ly không đó.
Bình thường là anh Tâm bắt cái kìm tomahawk lên như vậy nè. Giữ kìm đó nhỏ. Bắn hai vít hai bên nữa. Lên rồi nè. Đập răng đi chứ. Xé được chưa mà xuống. Xé không kìa. Đi bắn em bắn. Còn đủ 4 cái ca. Thank you.
Nếu bà không biết. Đi đi, chở cho nghe. Những kẹp này hay ghê á thôi. Tên mua mấy cái này giờ xài 2-3 năm này vẫn bình thường. Không phải giữ. Được nữa nó bằng mặt, được. Khỏi giữ luôn. Thôi, cái tôi mà hấp hay thì phải chứ. Nó dài vậy mà vẫn bắn vô mà nó thiết thịt à. Không đổ hở luôn. Mà nó còn bằng phẳng đẹp nữa. Đều vuông góc. Cùng hai thịt. Cứng cắp. Cứng ngắt à. Mà đẹp đấy chứ. Bốn con vít thôi. Ê, còn cánh sổ mình cắt bình thường á là dùng cái kem mình kiểu bắn có hai con vít à. Thôi thì hai góc trên còn dưới này cũng là bắn bốn con vít luôn. Kẹp trên dưới. Cứng. Cứng nè. Là mình kiểu lò xấu. Này, bắn đi. Tâm mỹ cao. Đúng gì anh?
xỉn gì vậy? Tay nữa. Em hỏi anh Tom á. Em hỏi anh Minh chứ. Nhiều luôn á nhé. Cái này có anh hỏi anh Minh. Công nhận cái lề của con Dorahu này, cái bảng dài này nó chắc ghê á, cứng ngắc à. Rồi nè, vấu xài vấu Dorahu với lại vấu đụng giác của bên Dorahu nè, chút bật đồ ok phết, cứng ngắc à. Tay nắm như vậy nè, tay nắm dùng thanh chìa khóa đồ cũng ok. Khóa lại rồi, cứ nhíp. Bê xuống nữa thôi. Thấy bàn chưa? Đi đi đi. Quá mệt. Đi cả ngày. Anh ơi ha, cửa xóm sao không thấy rồi anh? Cửa gì? Cửa xóm anh để con vẽ đây nè. Nè. Mày giỡn à? Cửa một gì? Cửa mở với một bộ cửa ấy nè. Cửa đâu ra mà cửa? Chứ xóm anh nói là xuống lấy nhôm lồm, là lấy phụ kiện đồ lồm. Tao lao không? Mày điên hả? Cái cửa này là cửa người ta đặt mà. Cửa này là cửa người ta hỏi tao số đo mà. Ủa? Chứ không phải là em biểu em lo mà. Anh nói là trừ mày khùng hả? Rồi... Ủa? Cửa này người ta hỏi là trừ như thế nào, làm như thế nào để người ta lấy nhôm, người ta tính nhôm mà. Ui. Rồi mày làm xong hết rồi à? Sao không thấy rồi kìa, bộ cửa mở với lại bộ cửa sổ kìa. Mày cháy rồi lừa làm ra. Còn không thì bây giờ để gọi điện cho khách hàng hỏi người ta đã làm chưa rồi. Dạ, hồi sáng anh đi là anh chốt chưa ta? Anh điện với anh chốt chưa ta? Điện cái gì mà điện? Tự nhiên đi hồi sáng là đi nói là ở nhà uống vòn làm mấy bộ slim đi để giao cho khách, tự nhiên nhảy vô đây làm mấy bộ đó làm gì? À, tại em thấy uống vòn mới lại làm slim xong hết rồi em mới thấy bọn vẽ, em hỏi mấy đứa cũng nó có mà. Mình có tính kích thước cửa cho khách nhưng mà mấy em ở nhà nghe lụt, mình kêu mấy em làm. Thật ra bây giờ mình phải gọi cho khách để nhờ khách lấy cái ô cửa này, cái khách chưa làm. Đó, lấy cái ô cửa này. Thì ở đây có cái ô cửa này thì được làm ở cửa hàng nhôm phương xe của em. Thì đặc biệt ở đây là về khung bao. Về khung bao thì mấy em làm hết tất cả bằng ke tôn hốc. Mình cũng thấy là những cái điểm ke tôn hốc rất đẹp. Đó, nó rất là về chi tiết thì nó không có bị quá là khô. Hoặc là nó giống như là kè ép góc. Cái ô cửa này thì mình nhìn trực quan thấy rất là đẹp, rất là góc cạnh rất là thích sao, tạo.